Cũng chân dịp này, chiều nay, ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng chân dân thành phố lương quyện bình triết đã đến thăm chúc tết một số đơn vị. Đến thăm chúc tết tại cục 11 tổng cục 2 bộ quốc phòng. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân dân thành phố lương Nguyễn Bình Triết ghi nhận đánh giá cao trong thời gian qua, cục 11 tổng cục 2 đã hỗ trợ thành phố rất nhiều trong việc đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn qua thông tin về những kết quả nổi bật trong phục hồi phát triển kinh tế và xã hội tại địa phương trong năm qua, lãnh đạo thành phố mong muốn trong thời gian tới, cùng bộ sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ thành phố Húng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đặt ra. Nhân dịp Tết Nguyên Đán, lãnh đạo thành phố Húng gửi lời chúc thắng lợi và chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ chiến sĩ của đơn vị thăm trực tiếp Bộ Thứ lệnh Quân khu 5, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy những thắng lợi thành quả đã đạt được, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố cũng như hỗ trợ địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nhân dịp năm mới, lãnh đạo thành phố chúc cán bộ chiến sĩ đơn vị vui xuân đón Tết đầm ấm.